gì để chỉnh padding? Row. Hả? Row. Chỉnh padding à? Chỉnh padding hay chỉnh cái gì? Chỉnh padding hay chỉnh margin? Chỉnh padding thật không? Đây đúng không? Vâng, cho dịch vào 15 pixel. Rồi. Tiếp. Tiếp đến là offsetting. Đó là cái gì? Offsetting là nó là dùng để cái phần đấy để cách ra cách đúng không? Rồi ok. Nay chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là làm việc với typography. Cái dãy bên kia chúng nó nghỉ hết rồi. Bên đây thiếu ai? Để bên thằng ấy ghi vào nào. Thiếu những ai? Không, hôm trước là ngồi bên kia. Gì nữa? Hết chưa? Chả nhẽ cả dãy bên đây có 4 thằng. Ghi vào. Đây ghi vào. Thứ thứ bị ghi vào nào. Chẳng biết muốn đến đâu rồi. Hôm nay đi sớm đấy. Hôm nay chẳng đang giờ này. Chém. Bỏ cái lớp kia. Tôi mượn cái bút nào. Rồi, typo. Phát biểu tôi nào. Nam. Gọi ngược từ dưới lên. Tìm hiểu được những cái gì ở trong phần typography rồi. Ở heading thì sao? Ôi gì á? Cái gì? Thì sao? Nào nào, H1 đến H6 thì gì nữa nào? Nói cụ thể đây nào. Phần heading này là như nào? Thì sao? Sao nữa? Rồi, với bút cháp. Thằng Nam 10 cái nha. Đi vào, tội không đọc. Này tôi nói luôn trong video sau, tôi bảo không đọc này. Ví dụ trong bút cháp chúng ta có thẻ H1 cho đến thẻ H6 đúng không? Đây là thẻ H1. Được chưa? Chúng ta chạy cái này. Chúng ta nhìn thấy nó to thì rõ ràng rồi, không vấn đề gì cả. Được chưa? Tiếp này. Nhưng mà nếu chúng ta để một thẻ P này có class là H1. Thì đây là thẻ P. Sao? Ông có đọc cái gì đâu. Đấy là lý do vì sao tôi bảo ông không đọc, chứ không phải là ông dịch sai. Hiểu chưa? Tất nhiên với từ thẻ H1 đến H6 ở trong Bootstrap nó cung cấp cho chúng ta cái việc là làm nó chữ to và đậm. Ok, giống như thẻ HTML bình thường. Tuy nhiên nó cung cấp luôn cho các cái lớp H1 đến H6 để thể hiện cái việc là làm cho chữ to lên giống như thẻ H1 và H6.
Đấy là lý do tôi bảo không đọc, được chưa? Phục chưa? Có chịu đọc quái đâu. Rồi, tiếp theo. Huy. Small là cái gì? Đấy là thẻ hay là lớp? Hả? Thẻ. Thẻ small, thẻ này lạ nha. Chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi sao? Class small. Tác dụng của nó là như nào? Giảm độ đậm đi ấy hả? Đây chẳng qua là thay màu mà, độ đậm nó vẫn thế mà. À đâu, độ đậm giảm đi thật, nhưng mà vẫn có màu. Rồi ok, tiếp. Rồi ok, bỏ qua cái này. Lead. Nổi bật chữ ấy hả? Ai bảo không thế? Thử nhá. Được chưa? Đậm gì? Đậm gì mà đậm? Đây là chứng tỏ còn không thèm compare với nhau cơ mà. Đúng không? Nó rất đơn giản, nhìn là thấy rồi. Có gì đâu, đây thích thì xem chi tiết là cái thẻ lead thì nó có tác dụng gì đây này. Lead này, phong size nó lên từ 14 lên 21 này. Margin bottom lên 20 này. Phong width bằng 300, tức là nó nặng hơn tí. Line 2 là 1.4, nó cao hơn tí. Thế thôi. Có cái gì đâu. Chẳng có cái gì gọi là cao siêu cả. Sao? Vâng, được một thằng là cho đậm hơn. Mày. Tiếp. Gì? Cái gì inline text? Ví dụ thẻ mark này là thẻ có sẵn không? Thẻ có sẵn của HTML hay là thẻ do Bootstrap định nghĩa ra? Thế thẻ delete, delete này ra? Đúng không? Thử cái nhá. Tôi thay cái thẻ, ở đây tôi có một thẻ đen này. Đây là T3H Delete. Có. Rồi ok, may dùng là ông Thuận. Tôi không nhớ có cái thẻ delete nữa. Strike through. Thẻ này có sẵn không? Strike add. Sao mình toàn dùng thẻ strike nhỉ? Chẳng bao giờ dùng cái thẻ add này. Ok. Rồi insert. Cái này thì ok rồi. Underline nó không khác gì cả. Small, bold, italic. Rồi align class. Rồi đến phần align này như nào? Align này là căn lề, căn trái. Hả? Căn đều. Rồi sao nữa? Hả?
với cái chúng ta có 1 2 3 4 5 5 cái tech, 5 cái class tech này đúng không? Thì chúng ta lưu ý cho tôi cái tech này này, nó ngoài cái việc tác dụng cho chữ ra, nó còn có tác dụng cho những cái thẻ con nằm trong. Được chưa? Nhớ tôi cái đấy. Cái này nó sẽ không có tác dụng cho float thôi. Còn những cái thẻ con nằm trong thì chúng ta vẫn tác dụng được. Ví dụ như ở đây, để tôi xem tôi có cái ảnh nào không nào. Không có ảnh rồi. Ví dụ như tôi sẽ có một cái đây nha, tôi sẽ có một cái div có class là container, đây là côn trừ md trừ 6 đúng không, trừ 7 đúng không. Xong rồi chúng ta có take write, thấy chưa, take write. Chúng ta sẽ nhét thử vào đây một cái ảnh, một cái img đó là https 2 chấm sược sược lorem pixel chấm com sược 400 sược 200, được chưa? Ta coi thử nhá. Deep class con trừ md trừ 3. Nó đi ra tận đây chạy. Sao bé tẹo này nhỉ? Để tôi coi này. Sao cái ảnh nó to vật ra gì nhỉ? Ôn ba đáng lẽ nó chỉ trong này đây. Thôi rồi, sửa lại. Ảnh nó cũng căn sang đấy. Test take. Đây, chúng ta thấy. Đây là cái take right thì chữ nó sẽ được căn bên trái, à căn bên phải. Ngoài ngược lại với nó là chúng ta có take left. Take left chữ căn trái và take center. Center là chữ ở căn giữa. Được chưa? Còn ngoài ra nữa là chúng ta có cái, đặc biệt là cái này chúng ta nhìn thấy cái gì đây? Đây là chữ gì? Take gì? Dạ, take bình thường đúng không? Thẻ P này có take bình thường đúng không? Chúng ta thêm cho nó một cái đoạn này nữa. Rồi, các bạn nhìn thấy cái cuối nó thò ra thụt vào đúng không? Được chưa? Bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể thêm một class vào đây là take justify. Chúng ta nhìn gì? Ở cuối này. Ở đầu này. Nó sẽ tự co giãn cái khoảng cách giữa các chữ với nhau để cho cái chữ của chúng ta fill đầy ở những cái thẻ kia. Bây giờ đấy là cái tác dụng của take justify. Cái này CS nó có thuộc tính này. Được chưa? Chứ không phải chỉ có mỗi bootstrap với nó mới có class. Xong chưa? Còn cái cuối cùng của chúng ta là cái no wrap. Cái no wrap đâu rồi? No wrap. No wrap take nghĩa là gì? Không phải ép về một dòng mà là không đưa, không, nó sẽ không xuống dòng. Đấy gọi là không xuống dòng. No wrap. Đây, cho nhìn này, nó không xuống dòng, nó đưa hết về trên một dòng. Đấy là cái lớp no wrap. Tiếp tục, chúng ta có take lower case, take upper case và take capitalize là chuyển chữ thường về chữ hoa về chữ thường và viết hoa các chữ cái đầu tiên. Rồi tiếp theo hồi trên nào. Abbreviation là gì? Đánh dấu một cái gì? À, từ đặc biệt.
Thế cái này có ý nghĩa gì? Anh chị, anh chị, anh chị. Ồ, rồi. Như nào là từ đặc biệt? Cái gì? Chẳng liên quan. Nào, ở bên cạnh nữa nào. Ừ. Nó hỏi chấm. Đúng không? Cái này là chúng ta làm kiểu dạng là chú thích. Khi mà cần làm rõ một cái ý nghĩa của một cái từ nào đấy mà có vẻ lạ ấy, thì người ta sẽ sử dụng, có thể sử dụng cái abbreviation này. Được chưa? Nó giống như bạn nói là nó sẽ có cái dấu gạch chân ở dưới này. Giống như chúng ta lên wiki, Wikipedia ấy. Đây, chúng ta vào đây chẳng hạn. Chúng ta search một ông nào đấy, ví dụ như kiểu là Hồ Chí Minh. Đấy, chúng ta nhìn này, 19 tháng 5 này, sau rồi 2 tháng 9 này, chúng ta nhìn được những cái ý nghĩa của những cái đoạn, những cái ngày tháng, những cái cột mốc lịch sử này thì người ta sẽ có, nó sẽ có cái chú thích ở phía dưới, nếu mà chúng ta cần thì chúng ta có thể bấm vào để xem chi tiết, còn khi mà hover vào nó sẽ hiển thị ra một cái đoạn gì đấy, một text gì đấy để giải thích ý nghĩa cho cái mốc thời điểm này. Thì ở trong HTML thuần với Bootstrap chúng ta cũng có một cái cách khác để làm. Nó sử dụng cái abbreviation, là sử dụng cái thẻ ABBR với title. Title là khi mà các bạn hover vào nó sẽ hiển thị cái text đi ra, thấy không? Còn ở trong, ở giữa cái thẻ này là cái thẻ về cái từ viết tắt, được chưa? Rồi block quote như nào? Hồi dưới á, vừa dưới Huy nhỉ? Tú. Không phải. Tên gì? Cần. Ờ. Này nghĩa là gì? Và dùng như thế nào? À. Chuẩn bị thêm 10 cái cho cả dãy rồi. Cố lên. Ngồi dưới Túy, Tú. Không biết đúng không? Huy bên cạnh nào? Đúng nhỉ, thằng đấy tên là Huy đúng không? Đó. Lâu lắm mới được gọi. Sao? Gì mà một khối? Khối gì? Khối HTML. Ảo à? Đây là không ngọc rồi. Rồi, cộng thêm hai thằng này nữa lên 50 cái rồi nhá. Các ông làm sao làm? Thằng nam một này, thằng ngồi trên một này, ba thằng dưới mỗi thằng một nữa này. Hôm trước tôi nói rồi, mỗi thằng không trả lời được là 10 cái. Sao, có thằng nào gỡ không? Rồi, đây là gì? Đúng rồi, chính xác. Cái loại thẻ này là cái loại thẻ block này, cái loại block để trích dẫn đoạn văn bản. Thì khi mà chúng ta nằm viết một cái đoạn block quote này này, trong này có text, thì ở cái đoạn đấy, ở đầu dòng cái đoạn đấy nó sẽ có cái gạch đứng như này, cái border như này. Và chữ ở trong nó sẽ được viết to hơn. Được chưa? Ý nghĩa của nó mỗi thế thôi, chẳng có cái vẹo gì. Chúng ta có thể code lại, cái này thì tùy, tự về test lấy.
Tiếp theo là block quote có option. Thì là option này là thêm cái gì? Hả? Ừ. Thì sao? Đây là tự động nó chuyển thành màu 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 xám như này. Hay là phải viết thêm cái gì? Hả? Tự tất cả những cái thứ ở thẻ footer thì sẽ có chữ màu xám. Rồi, ok. Cái này thì sao? Chuyển căn của cái có căn giữa được không? Revert này là chuyển sang bên phải. Revert có nghĩa là đảo ngược lại. Tức là nó đang căn trái chuyển sang căn phải. Thế thôi. Rồi, về list thì chúng ta vẫn như cũ thôi, nó không có thay đổi gì cả. Description cũng vậy. Đây description. Chúng ta coi. Có thêm cái gì? Horizontal description. Như bình thường description là chúng ta có cái DL, DD, DT đúng không? Thì với horizontal thì chúng ta có cái thêm cái class là DL horizontal và có thể DT và DD ngang hàng nhau. Thì như vậy thì nó sẽ hiển thị kiểu như thế này. Một bên là thuộc tính, một bên là giá trị của thuộc tính. Đây chúng ta có thêm cái auto truncate. Truncate này là một cái từ rất quen thuộc khi mà sau này chúng ta sẽ học về cơ sở dữ liệu. Thì truncate nó là xóa trắng. Thì chúng ta có thể là ở đây chúng ta có một cái thẻ là take overflow. Đó là nếu mà chúng ta còn nhớ cái take no wrap này không? Là viết thẳng đúng không? Bây giờ nếu mà tôi để cái này ở trong một cái, ví dụ tôi copy cái thẻ P này. Tôi có một cái div có class là bằng côn trừ md trừ 4 chẳng hạn, nó khá bé đúng không? Sau đó chúng ta nhét cái thẻ P này vào, xong chưa? No grab. Và chúng ta tiến hành là nếu mà như này thì nó sẽ là bị làm sao? Bị phá vỡ cái thiết kế của cái thẻ này. Thẻ này đáng lẽ nó chỉ rộng có 4 thôi, nhưng mà take no grab nó sẽ chuyển ra ngoài. Nếu mà bây giờ tôi muốn là tất cả những cái thẻ nó chỉ hiển thị những cái gì viết ở trong thẻ còn quá ra ngoài nó biến mất, thì tôi sẽ có thuộc tính là text overflow. Ủa đâu rồi? Chờ tôi tí để tôi coi xem nào. Text overflow. Ở đây không phải class nhé. Đây không phải class rồi. Tức là cái take overflow nó không phải là class, nó phải là cái thuộc tính cơ. Dở ơi rồi. Ok, cái này để tôi sửa sau. Cái này là các bạn nhớ cái thuộc tính take overflow ấy, ví dụ như thế này. Như đây đúng không? Thẻ MDM4 này đúng không? Nó chỉ rộng bằng này thôi, chúng ta hoàn toàn thể set thêm là take overflow là hidden. Wow. Take overflow. Ellipsis này. Gì nữa nhỉ? Overflow bằng hidden. Đây rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái gì? Nó chặt lại đây đúng không? Nó không cho take vượt quá cái độ rộng của cái thẻ. Thì chúng ta có thuộc tính là overflow bằng hidden. Còn take overflow ellipsis thì để tí nữa tôi sửa nốt để cho nó cái thuộc tính take overflow ellipsis này, tức là nó sẽ cho cái đoạn cuối này chuyển thành dấu ba chấm. Tí nữa tôi sẽ demo lại chúng ta về cái phần này. Ok.
Cái này hình như trước tôi đã dạy rồi đấy. Chưa? Rồi đây, tôi thử luôn nhé. CSS Take Ellipsis. Đây. CS3 nó cũng có luôn. VK3 School cũng có luôn. Đây. Đây chúng ta nhìn thấy cái này không? Được chưa? Thì ở đây có thuộc tính là gì? Wide Space No Graph này. Width. Chứ thẻ deep này có width bằng 12 em. Overflow Hidden Take Overflow là Ellipsis. Tôi chỉ thiếu mỗi wide space là một no graph này nữa thôi. Để tôi coi nào. Wide space. Wide space no graph. Ủa sao vẫn thiếu gì ta? No graph này, width rồi, overflow hidden này rồi. Take overflow ellipsis đủ rồi mà. Tại sao vẫn thiếu nhỉ? Này hình như là chỉ áp dụng cho thẻ con. Deep this. Tôi bỏ cái này ra. Xếp xuống. Và tôi sẽ có cái copy lại cái đoạn này. Ví dụ tôi có cái style take trừ ellipsis. Cái này thi thoảng nó bị ngu. Đây, chúng ta nhìn cái gì không? Nó chuyển chữ cái đoạn mà chữ thừa ấy thành cái ba chấm. Đây. Đúng không? Đoạn chữ thừa thành cái ba dấu ba chấm ở phía trong. Đấy là cái take overflow. Tiếp theo là về phần code. Chúng ta muốn hiển thị một cái đoạn code ở đây. Đây là cái đoạn hiển thị của nó này. Được chưa? Nếu chúng ta muốn hiển thị cái code nào đấy thì chúng ta có thẻ code và cái và LT là less than là dấu nhỏ hơn. GT là dấu greater than là dấu lớn hơn, đây dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn. Và code ở trong này nó sẽ chuyển sang màu khi mà hiển thị cái for example cái gì viết cái này ra thì hiển thị output nó trông như này. Và cái code đây, cái phạm vi của code đây. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là về cái đoạn này. Cái đoạn này là ý nghĩa là như nào? Đây này, cái CD này và control cộng dấu phẩy này. Nào, gọi nó dậy đây không? Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa của phần này là gì? Cái gì? Hả? Một nút gì? Một nút trong bàn phím. Không phải. KBD là viết tắt của từ keyboard description. Keyboard là bàn phím. Cái thẻ KBD này là cái thẻ nó sẽ giúp chúng ta mô tả lại những cái thao tác của bàn phím. Ví dụ đây nó mô tả là để thay đổi cái thư mục thì gõ CD theo cái tên của thư mục đấy. Thế thôi. Gõ phím CD thì nó nhấn mạnh là phải gõ những cái phím này. Để sửa thay đổi cái setting thì gõ là Ctrl cộng dấu phẩy. Đấy, nó nhấn mạnh thôi. Được chưa? Rồi, nãy gỡ được 20 cái, giờ lại tăng lên thêm 10 cái. Rồi, tiếp theo Basic Block là như nào? Basic Block. Hả?
là thẻ như nào? Nó có cái thẻ pre kìa. À, các người đẹp đôi 4, 6, 7, 7 người đẹp. Trả lời tôi nào. Basic block là dùng để làm gì? Không biết hả? Ừ, thẻ pre. Đúng rồi, chính xác. Mình viết cái gì ra nó bật ra cái đấy. Ví dụ như tôi có một thẻ free ở đây. Free đây là thẻ P là Dương xấu trai học dốt. Ví dụ vậy. Đâu, nó có phải thế đâu. Dương, có đúng đâu. Này là gì nào? Nó chia cho mình một cái block thôi. Block để nhấn mạnh. Được chưa? Đây này. Display block này, padding là 9.5 này, margin này, font size này, line 2 này, color word break này. Background nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nó chẳng qua là cho mình một cái khung để mình nhấn mạnh những cái nội dung ở phía trong thôi. Được chưa? Cái này sau này mấy nữa các bạn học PHP thì sẽ dùng khi mà hiển thị dữ liệu ra thì dùng pre để nó hiển thị kiểu dữ liệu ra. Tiếp tục sample output, cái var này thì không nói gì nữa rồi. Sample output là gì hả? Một đoạn văn bản. Cái này nó có khác gì so với thẻ P? Đúng rồi, nó là kiểu là viết text, nó giống như kiểu là viết text. Cái font size, font family của nó khác so với text bình thường. Nó cảm giác nó basic hơn rất là nhiều. Nó giống như text ở trong cái terminal. Tiếp theo, rồi xong. Ô, tôi giảm cho các bạn còn 30 cái chống tráng miệng luôn là ngay. Này ông Văn đúng không? Này ông Văn đúng không? Ngồi đấy, không phải chống. Tất cả những thằng khác xuống chống đẩy. Em test đi. Em để một thẻ P và một thẻ sample. Đếm đi, tự đếm với chúng nó. Đây. Đây nhá. Thấy gì? Cái này là nó sẽ giãn chữ ra. Em để ý này, cái phông nó sẽ to hơn tí. Mày chống được bao cái rồi? 10 cái, 30 cái mỗi thằng. Thẻ gì? Đây, từ đã, tôi giải thích cho mày đã. Đây, P bình thường nhá, chúng ta để ý này, nó có cái đây, không sai 14 đúng không? Rồi. Đây, không sai là 1M là 16. Được chưa? Phong family, đây này. Menlo, Monaco, gì gì đấy. Phong sai bình thường ở đây, em để ý này. Phong sai ở đây nó là kiểu phong sai khác, ở phong family khác. Phong, đây này. Heventica đúng không? Đấy là hai cái khác nhau của nó. Xong chưa? Sao Dương? Có một cái display 2 nhé. Display nằm trong tháp một lần. Display cái ngang một lần. Thầy có biết nhé, có thể biết của cái ngang. Không. Không.
Đây đọc này, làm gì có cái class nào như này. Chẳng có class nào như này cả. Em tìm đi, nhìn này, CS nói này. Nếu mà em nó có định nghĩa ra cái display mode thì nó phải ở bên này đúng không? Đây ví dụ như lớp H1 này, lớp H2, lớp H3 này. Được chưa? Nhưng ở đây nó không có, bên này nó không có. Chứng tỏ là cái lớp, cái class này nó không có, không được định nghĩa ở trong bootstrap. Rồi, dãy bên này table. Cái table này thì dễ on. Có gì đâu? Table. Cái tên là gì nhỉ? Tâm. Thằng Tâm ở lớp B2 nó to lắm các bạn, xong rồi bé đấy. Rồi, table thì sao? Cái này là table, khi mà cho table và thì nó sẽ tặng cho mình một cái bảng. Bảng này có đặc điểm gì? Bảng này có đặc điểm là nó sẽ cho mình cái border button luôn. Gì nữa? Và nó sẽ chia cho mình thành từng dòng xuống luôn. Cái table nó sẽ thành từng dòng. Ông có cái table này không theo dòng không? 10 cái, tiếp tục. Dương. Nói những cái điều tất nhiên thì nói làm cái gì? Và đang thầy cái table này thì nó sẽ tự nhiên. Hai nói được gần đúng gần hết rồi, còn một điểm nữa thôi. Còn duy nhất một cái. Ok, khi mà chúng ta cho class table vào thì nó tự động có cái border bottom. Được chưa? Nó chia cột, ok. Gì nữa? Có nhận diện DH và tên body. Không. Không đúng. Không đúng cái thứ tôi mong muốn. Nào cả dãy bên phải này có ai có phát kiến gì không? Một điều rất dễ thôi, các bạn so sánh hai cái table khi mà các bạn không có có class table và không có class table các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Chẳng liên quan mẹ gì đến đánh số cả. Ừ. Không, giả bị. Cách nhau cũng không phải. Hả? Không phải luôn. Chứng tỏ là các bạn chẳng so sánh gì, các bạn không nhìn thấy rõ đâu. Đi. Sai luôn. Nghe dính vào nhau là thì rõ hơi. Đấy, biết thẳng ra. Tôi ghi sổ cho công 10 cái đã rồi tính sau. Đừng để tôi hâm lên tôi bảo thằng Nam nó đêm. Thằng này thâm lắm. Đây nhá. Đây, ví dụ tôi có một cái table ở đây. Đúng không? Để cho rõ ràng tôi có thuộc tính là border 1. Đúng không? Duplicate này lên. Đôi 4 đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái output của cái table đó bình thường này. Được chưa? Rõ chưa? Rồi, thích thì tôi cho thêm cái này vào trong một cái thẻ div nữa. Vẫn thế đúng không? Yeah. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là tôi duplicate thằng này lên. Duplicate thằng này lên. Tôi chỉ khác mỗi cái là cái này tôi thay một class. Ở đây là table thôi. Có gì khác nhau? Thế kì cứt đi. Hả? Width của TD không? Đây này các bạn để ý này, cái này, cái table ở trên này, các bạn nhìn nhá, so sánh này. Cái độ rộng của thằng cha nó là 12 đúng không? Chứ nó chỉ chiếm đúng một góc mà thôi.
Rồi. Nhưng mà với cái thằng ở dưới này các bạn nhìn này. Độ rộng của thằng cha là rộng hết cỡ cỡ nhưng mà rộng của thầy bồ nó cũng là hết cỡ. Nó lù lù như thế này luôn ấy. Đúng chưa? Nó cho chúng ta một cái bảng là rộng hết cỡ cái động độ rộng của cái thẻ tra chứa nó. Và tự động sắp xếp các cái độ rộng của cái của các cột. Tất cả đều bằng nhau, tự chia. Đúng không? Tiếp, stripped row là gì? Đấy, ngay dưới, đây là chiếc bảng tôi đây. Đúng rồi. Nó cái này nó sẽ làm cho giúp chúng ta là xen kẽ các cái dòng với nhau, là có dòng đậm, dòng nhạt, dòng đậm, dòng nhạt. Có thế thôi. Chúng ta bằng cách là chúng ta thêm cái thêm cái table stripped vào trong là xong. Tiếp theo muốn mà cái thẻ của chúng ta có border thì chúng ta thêm cái table border vào sau cái vào cái lớp của cái table. Phần này rất dễ. Hover row đây. Thêm vào table hover ở đấy là được. Đúng rồi. Condense nào cái này khó hơn. Cái gì bò hả? Giảm padding ở đâu? Có gì khác nhau? Ơ đây chúng ta nhìn đây, TH không vấn đề gì, table không vấn đề gì đúng không? TH hay là TD. Đây. Chúng ta có cái phần padding 8. Nhìn thấy không? Cái vùng màu xanh bao ngoài ấy, xanh lá cây ấy. Rồi, thử cái này coi. Còn mấy? Nãy là mấy? Ờ, có thế thôi. Xong phim. Xong nhỉ? Nó giảm cái padding khoảng cách của các cái khoảng cách của các cái thẻ TD vào trong nó giảm xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó giảm cái gì theo. Cái này lại chuẩn bị thêm cái chống đẩy. So sánh cho tôi khi mà giảm cái đấy thì cái gì thay đổi? Hả? Độ rộng. Độ co. Độ co là cái độ gì vậy? Giảm chiều cao. Giảm chiều cao, ờ đúng, chính xác. Nó giúp chúng ta giảm cái chiều cao của các cái TD lại. Nhìn nó gọn hơn. Tiếp. Contextual class là gì? Không phải màu, nó là trạng thái. Không phải, trạng thái của các cái dòng, các cái thẻ hoặc các TD. Làm gì có hover gì đâu, đây này. Làm gì có hover gì đâu. Active thì nó chính là cái màu xám xám lúc nãy. Succeed thì chuyển sang màu xanh lá. Info, xanh da trời. Warning, màu chính xác nó là màu cam. Danger là màu đỏ.
Rồi, responsive table. Rồi, cái responsive table này khác gì với table thường? Responsive table sẽ tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp. Đâu, chỉnh như nào? Nghĩa là nó tự động co kéo kích thước để cho phép người dùng trên các thiết bị di động có một tấm dài 768 pixel có thể co kéo khá được. Có thanh quận ngang. Thanh quận ngang là ngang ở đâu? Đâu ông đọc ở đâu anh? Ở đấy này. Đâu? Đây à? Ở đấy. Đây đi. Ừ, rồi như nào? Sử dụng bộ dịch template là tự làm. Ừ, được. Cứ sử dụng đi, cho nó quen rồi sau này đi làm thao hồ vào Google dịch. Học thì không học Google dịch. Nào, trả lời tôi, nó sẽ chạy như nào? Nào, thử đi là biết ngay. Sao nhanh lên không tôi bắt chúng đẩy này. Một ăn một xịt. Nhanh. Như nào? Làm sao? Rồi, tính nha. Khi cái này, khi màn hình nó nhỏ hơn một tí, ví dụ nhỏ xuống bằng này hả? Table của chúng ta nhỏ nữa chứ, nhỏ dưới 768 pixel thì cái table của chúng ta nó sẽ như này. Thêm cái thanh scroll ngang để giúp người dùng dễ theo dõi cái bảng hơn cho cái màn hình do nhỏ, nếu không và nó sẽ không bị vỡ. Nó không bị vỡ cái thẻ của chúng ta. Thế là xong. Còn nếu mà những cái bảng với những cái bảng trên chúng ta nhìn này, nó chỉ đơn giản là co vào và xóa bớt những cái cột không cần thiết đi thôi. Chứ nó không thể nào mà hiển thị được giống như bên kia. Được chưa? Tức là khi mà độ rộng của cái trình duyệt nó nhỏ xuống, được chưa? Thì nó vẫn hiển thị được full toàn bộ nội dung của cái thẻ. Tuy nhiên người ta phải kéo sang hai bên để nhìn hết. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta thực hành cho tôi trên cái giao diện này. Thực hành vẽ cái bảng cho tôi trên cái này. Bây giờ có vẽ cái bảng cũng khó mà. Tôi tìm hiểu các cái class về button nhá. Tôi tìm hiểu các class về button thêm cho tôi. Ví dụ đây là 1, 2, 3 này. Đây là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, lớp K31, K32, K33. Điểm là 1, 2, 3 và được không tốt. Bên này là một cái nút là tạo mới và sửa. Bên này là một cái nút là xóa. Các thứ tôi cảm ra cái kẹo dưới. Làm tôi khoảng 3 dòng.
không cần nhiều. Tạo tôi phần này. Vẽ như nào chỉ cốt lại thế thôi. Sửa cái tên đi là xong. Các bạn thích dùng loại table nào thì dùng nhé. Trong bút chai. Nhanh lên. Tôi chỉ cho các bạn từ giờ 8 giờ cho đến 8 giờ 31 cho đến 8 giờ 40 thôi. Đấy là quá nhiều thời gian rồi đấy. Cái này tôi chỉ cốt được khoảng 3 phút là xong. Tự xem ở dưới cái phần button này nó có những cái gì. Đây này. Đây button này. Nhìn nhé. Xem nó có những cái gì thì áp dụng sang cho nó hợp lý.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết giờ rồi. Bao nhiêu người làm xong giơ tay nào. Thế có bọn còn lại ra. Rồi, dãy bên này chống 10 cái trước đã. Chỉ có 10 cái thôi. Nhanh lên. Tự xếp hàng chống. Kinh vãi trưởng. Có 10 cái thôi, làm nào làm cho nhanh. Bọn này sau khóa học của mình chắc khỏe lắm đấy. Rồi tôi chữa nha. Cái bảng này cực kỳ dễ. Nó chỉ đơn giản là chúng ta tạo một cái div. Thích thì tạo, thích thì thôi. Côn trừ MD trừ 8 thì chẳng hạn. Chúng ta có cái table. Table. Các bạn thích loại table nào thì viết vào. Ví dụ tôi có class là table cách table trừ hover. Rồi, th thì chúng ta cái dòng đầu tiên kia đúng không? Rồi, thì chúng ta có cái th đầu tiên là dấu thăng này, đúng không? Xong đến cái gì? Họ tên đúng không? Lớp. Điểm. Điểm. Button này. Time button. Cái này viết được, viết được nhé. Class. Class cho cái button thì tôi bảo ra rồi, xem ngày dưới ấy, là btn cách btn trừ cái gì đấy. Ví dụ như tôi để là succeed. Succeed nó sẽ tự động nó chuyển sang màu xanh. Đây chúng ta có thể xem. Đây đúng không? Xanh đúng không? Viết text vào trong nữa là xong. Đây ví dụ tạo mới. Đúng chưa? Đó. Ở dưới thì sao? Ví dụ đây là số 1 này. Duplicate lên. Đây là Nguyễn Văn A. Tiếp theo là lớp. K30, K31, B2. Rồi thì điểm là 6. Cái tiếp theo là gì nhỉ? Hai cái button đúng không? Thì lại button. Điền này. Button có class là btn cách btn trừ info là màu gì? Xanh da trời. Đây là sữa. Và một cái button là danger là xóa. Tôi duplicate cái này lên. Xong chưa? Đấy có thể thôi. Hết phim. Cực kỳ nhanh. Xong đi nhỉ? Tiếp tục. Tôi sẽ đẩy code lên nhá. Để các bạn tham khảo, có cái mà tham khảo. Rồi. Code lên rồi nhá. Bây giờ tiếp tục này. Ví dụ tôi vào Lazada. Đây. Các bạn nhét cái này vào đây cho tôi. Viết cho tôi cái bảng này. Ảnh thì chúng ta nhét bừa một cái ảnh ở đấy vào nhá. Thứ nhất, viết cho tôi cái phần tôi bôi đen này. Được chưa? Phần này. Cái thứ hai
là chúng ta chỉ cần ảnh này, tên sản phẩm này, giá sản phẩm này, số lượng thì viết số vào đây là được chứ không cần phải như này đâu nhá. Số ở đây được và nút X này chúng ta sử dụng Full Awesome hoặc là sử dụng cái icon của Bootstrap. Sau đó bên này. Được chưa? Thì trước khi từ từ để tôi hướng dẫn thêm một tí nữa xong chúng ta mới làm được chứ không phải tự nhiên mà làm được đâu. Chúng ta chuyển tạm xuống trước phần button. Ở đây tôi sẽ nói qua một tí về cái button và một phần về cái ảnh đã, xong chúng ta mới làm được. Thứ nhất về button thì chúng ta có những cái thẻ này có thể chuyển thành định dạng button được này. Đầu tiên thẻ A, thẻ button và thẻ input time button thì đều chuyển được thành định dạng button. Được chưa? Chúng ta có cái tổ hợp class sẽ như sau: btn và btn default hoặc là btn succeed, warning, info, danger. Được chưa? Primary nữa. Thì đấy là những cái loại button của chúng ta đây. Ví dụ như này. BTN, cách BTN default nó ra này. Ra mà là màu gì? Trắng. Và hover của nó là màu xám. Đúng chưa? Chúng ta có button BTN trừ primary. Đây là tổ hợp nhá. Tổ hợp class là phải bắt buộc phải theo như này này. BTN trừ primary nó ra màu gì? Xanh da trời đậm. Hover và nó hơi tối tí. Succeed thì là màu này. Được chưa? Info là màu này. Warning là màu vàng và danger là màu đỏ. Nếu mà chúng ta muốn cái button của chúng ta hiển thị giống như giống như một cái đường dẫn, một cái thẻ A, chúng ta có btn link đây, được chưa? Đấy, có thể thôi để tạo ra cái button. Ngoài ra chúng ta có kích cỡ cho button, đây là btn lg, btn default là như này, btn small và btn xs. Đây BTN SM, BTN XS là kích cỡ của nút. Được chưa? Xong chưa? Đó. Tiếp tục cái cuối cùng là BTN block. BTN block thì chúng ta để ý nhá, tôi viết này. Ví dụ như bình thường là cái button của chúng ta nó là cái gì? Nó vừa khít so với cái gì? Chữ, chính xác. Nhưng nếu mà bây giờ tôi nhét vào đây thêm một cái là BTN trừ block. Các bạn coi nhé, dòng con khỉ nó sẽ vừa khít với cái gì? Chiều rộng của thằng cha chứa nó. Được chưa? Nó giống như kiểu display block ấy. Xong nhá. Cái này liên tưởng đến cái gì? Chính là cái nút này. Chính là cái nút này. Đúng không? Rồi. Tiếp theo, ở trạng thái active này chúng ta học xong. Tiếp theo lên ảnh. Ảnh thì ảnh ở trong responsive mặc định nó sẽ rộng hết 100% cái chiều rộng của thẻ tra. Được chưa? Mặc định là như thế. Ví dụ như tôi sẽ lấy cái ảnh này ra này. Ví dụ tôi lấy bừa một cái ảnh. Ví dụ tôi nhét vào đây, tôi thêm một cái cột nữa ở đây, ngoài sau họ tên là ảnh. Ảnh đúng không? Đây sau thằng này tôi làm có một cái ảnh. Tôi có một cái img. Img có src và http 2.// https 2.// lorem pixel.com / 200/200. Lâu vậy. Chờ tí nó đang tải ảnh về. Đây, như này đúng không? Nó rộng bằng đúng cái độ rộng của thằng cha. Tuy nhiên nếu mà tôi không thích nó rộng hết cỡ bằng này thì tôi làm nào? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái một cái thuộc tính rất quen thuộc ở trong cái HTML. Đó là chúng ta để ý HTML thì độ rộng và chiều dài của các độ rộng của các cột thì luôn luôn làm sao? Độ rộng của ví dụ nhá. Tôi sửa lại cái độ rộng của thằng này. Ảnh này, cái chữ ảnh này rộng khoảng 100 pixel thôi thì tất cả các element nằm dưới nó sẽ có độ rộng bằng 100 pixel. Ví dụ tôi sửa lại cái này, ảnh này tôi sửa lại thành cái width bằng 120 pixel, đúng không? 120. Ủa sao không sửa nhỉ, không xuống nhỉ? Đây vẫn là 216 này. 7
chờ tí nhé, tôi xem nó có xuống không. Nó không xuống, để tôi kiếm một cái ảnh về đã. Save image as này, document này, v1 này. img-1 GPL rồi. Rồi thử cái. Không trò nhỏ xuống nhỉ. Này bị gì ấy, bị gì ấy. Chờ tí nha. Ảo nhỉ. Bình thường là phải được. Đây rồi. Chúng ta thêm cái class là img responsive cho cái ảnh vào. Thì chúng ta sẽ muốn rộng bao nhiêu thì cái thằng các cái thằng con ở dưới này, nó các cái ảnh ở dưới nó sẽ cơ rộng đúng bằng đấy. Ví dụ chúng ta sửa cái này thành 100, từ 120 xuống là còn 70. Kích ra ngoài. Được chưa? Tất cả những thẻ con nó sẽ tự động nó thu lại. Nãy giờ là chúng ta có thêm button, có thêm ảnh. Bây giờ chúng ta làm thôi cái phần này. Nhét cái ảnh nào đấy vào đây cũng được. Luôn. Làm sao để chia được ra làm đôi trước này. Xong viết cái bảng này trước xong rồi. Xong đấy viết cái này. Cái icon này chúng ta có thể sử dụng Phong Awesome hay bất kỳ cái gì cũng được.
Xong chưa? Này mà khó vậy cả.